Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Sân khấu solo xuất ngoại đầu tiên của Chibu tại xứ Trung, Phan Trung xếp hàng trước một ngày để canh chỗ xem Chibu hát. Mới đây Chibu đã trở thành đại diện Việt Nam tham dự sự kiện âm nhạc Asian Your Mercy Festival 2023 tại Nam Kinh, Trung Quốc. Có mặt trên sân khấu, cô đã mang đến loạt ca khúc như Con Dấu Chủ Quyền, Mời Anh Vào Tim Em, Đóa Hoa Hồng, Từ Hôm Nay. Đặc biệt, ca khúc Đóa Hoa Hồng của được Chibu thể hiện bằng phiên bản tiếng Trung khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Màn trình diễn xuyên suốt 30 phút của Chibu trên sân khấu tại Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ có mặt. Được biết, Chibu cũng là nghệ sĩ Đông Nam Á duy nhất tham gia lễ hội âm nhạc quy mô và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ năm nay. Lễ hội âm nhạc ngoài trời hoành tráng đã thu hút hơn 30.000 khán giả, gồm có 2 đêm diễn vào ngày 28 và 29 tháng 10, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu đến từ nhiều quốc gia. Trong phần giao lưu, Chibu cũng gây ấn tượng khi có màn bắn tiếng Trung như gió và khiến nhiều fan tại Trung Quốc không khỏi phấn khích. Sau khi gửi lời chào bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung, Chibu chia sẻ thêm: "Tôi được biết các bạn kể từ chương trình Đạp Gió 2023. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì được nhiều khán giả Trung Quốc biết đến, yêu thương và ủng hộ tôi rất nhiều, và đặc biệt là Chibu Bao, tên gọi fan club của Chibu tại Trung Quốc. Các bạn ở đây và cổ vũ tôi rất hạnh phúc. Bài hát đầu tiên tôi trình diễn ở Đạp Gió 2023 là Đóa Hoa Hồng và tôi đã làm lại hoàn toàn bằng tiếng Trung. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên tôi biểu diễn phiên bản này." Các fan của Chibu cũng đầu tư cho màn cổ vũ thật hoành tráng của Chibu bằng các bảng đèn, cờ lớn, kệ phát sáng, mũ tiếp ứng. Đặc biệt, khi biết Chibu sẽ trình diễn tại Asian Your Mercy Festival năm nay, các fan Trung đã xếp hàng trước một ngày dù thời tiết khá lạnh. Sau buổi diễn, các fan vẫn đi theo Chibu về tận khách sạn. Nhìn các fan mắt thâm quầng, thần sắc mệt mỏi, Chibu dặn mọi người ngủ sớm và giữ sức khỏe. Hiện tại hashtag Chibu AEMF đã khoảng 217.000 lượt đọc lúc 19 giờ giờ Trung Quốc trên Weibo. Ngay sau khi nữ ca sĩ biểu diễn, netizen xứ Trung dành nhiều lời khen ngợi cho Chibu. Sau thành công tại Đạp Gió Lễ Sống 2023 bản Trung Quốc, Chibu hiện là những nghệ sĩ Việt Nam gây được chú ý lớn nhất tại xứ Trung. Ngoài tích cực tham gia game show ở nước bạn, Chibu còn thừa thắng xông lên khi mở một tiệm phở Việt tại Thượng Hải. Được biết, trong quá trình nữ nghệ sĩ tham gia các hoạt động tại xứ Trung, ekip của cô toàn bộ đều là người Việt Nam. Giải thích về quyết định này, Chibu cho biết cô muốn chứng tỏ với bạn bè quốc tế rằng người Việt Nam cũng rất giỏi giang và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cô cũng muốn tạo điều kiện để nhân sự Việt có thể giao lưu và học hỏi thêm những điều thú vị, bổ ích từ các ekip nước bạn. Ngoài tham gia các game show, Chibu cũng vừa chia sẻ về cột mốc tiếp theo cho sự nghiệp kinh doanh của mình khi mở quán phở tại Thượng Hải. Nữ ca sĩ nói bản thân hiện đang từng bước trau dồi và học hỏi để tìm kiếm thành công trong lĩnh vực kinh doanh, nỗ lực trong việc xây dựng một thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.